xin chào mấy bạn đã tới với chương trình của mình. Mình là Viên Bắc và hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ đồ chơi có tên là Kinetic Sand, một bộ playset. Và cái này giờ mình sẽ nhắc lại nhiều thứ mà nó được sản xuất ra, như là cái này là được sản xuất từ Ring Japan, là trụ sở Nhật Bản. Còn nó được sản xuất từ một công ty có ở bên trụ sở chính của Canada là Spin Master. Và nó này làm bằng Made in Sweden là Thụy Điển. Với lại một công ty bên Việt Nam nữa là KidCenter.vn là có cái Kinetic Sand này. Nên giờ mình sẽ mở cái hộp cát này ra. Rồi trời ơi, có cái khuôn nữa kìa. Cái khuôn này thuận tiện ghê. Ok, mình sẽ mở ra. Dạ, cái khuôn này á, mình thấy cái này nó rất thuận tiện luôn á. Nó có một cái tay nắm là mình sẽ bỏ cát vô rồi nó sẽ ra hình rất là dễ luôn. Còn mấy cái khuôn này là có hình con rùa và hình con cá gì đó này. Mấy cái hình này đẹp, cá ngựa gì đó đẹp quá à. Thích, mình thấy thích mấy cái hình này quá. Rồi nói đi. Nếu mà mấy bạn thích thì nhớ like và share và subscribe nha. Còn cái bịch cát thì để ngày mai mình sẽ quay thêm nữa. Dạ, cảm ơn mấy bạn. Con chỉ muốn ôm bịch cát thôi. Rồi bịch cát này đâu có làm ra được đâu, con đâu có xé đâu. Bịch cát này chỉ có trong đây thôi nên con muốn mang lên con nhìn chút được không?